Ê, tính làm cái gì ta? Tự nhiên cái quên mất tiêu. Nhưng mà tôi nhớ ra tôi có từng bỏ ra một số tiền khá là lớn cho hai đôi giày này. Và nếu như các bạn nhìn thì các bạn sẽ biết là đây là đôi Jordan 6 và đôi Jordan 7. Nhưng số tiền tôi bỏ ra là bao nhiêu? 10, 1, 5 cho cái này ư? Không. Đó là một số tiền gì? Bao nhiêu? Không. Tôi không biết luôn á. Nhưng mà tôi nhớ là 16 triệu. Là đúng như tôi nhớ là 16 triệu nha. Thì hai đôi giày này nó có khác biệt cái gì? Phía sau đôi 7 thì các bạn sẽ có một biểu tượng Jordan, là một biểu tượng của Beauty Supply. Đây là một biểu tượng rất khó để có. Và bên kia thì các bạn sẽ có Kardashian. Và việc hai cái biểu tượng này xuất hiện ở đây chứng tỏ rằng Nike rất ưu ái cho hai mẫu giày này. Các bạn thấy nè, cái quai Jordan nè, có thể cầm sách lên như này rất là dễ ha. Cái quai của Jordan 6 cũng vậy. Jordan 7 thường sẽ không có cái quai giống vậy nha, chỉ có cái bảng này thì mới có và có cả hai cái logo. Rồi cầm lên tổng thể thì các bạn sẽ thấy một màu nâu sáng latte rất là đẹp ha, da lộn rồi các kiểu rất là ok nha, cục e lộ thiên nè. Tới dòng 6 là bắt đầu đã hết rồi đó. Các bạn sẽ có một cái túi mở ra. Đây là phiên bản thứ hai nên mới có thôi. Ở bên trong thì chứa một cái cục để các bạn có thể nhấn cái cọng dây vào và thắt nó lại. Rồi thì xung quanh thì các bạn cũng sẽ có một cái màu như thế ha. Mặt bên hông á, thì các bạn sẽ có là một cái túi zip kéo ra. Phiên bản Travis Scott màu xanh lá thì sẽ không có, chỉ có bản khaki này mới có rồi ha. Nói chung đây là một cái phối màu mà mình nghĩ nó rất là đặc biệt. Rồi tiếp đến thì có một cái lưỡi gà. Cái lưỡi gà này nó mềm, chất liệu của nó có thể phát sáng cho ban đêm ha. Cái này hay gọi là lưỡi gà tên lửa nha. Rồi tiếp đến thì cái mỏ của đôi Jordan 7 các bạn nhìn nè. Đó, đây là một cái đôi rất là đặc biệt. Bởi cái mỏ của nó có thể kéo ra kéo vô nè, mở rộng ra rồi rất các kiểu luôn các thứ. Có một sợi dây các bạn siết vào rồi ha, siết cho thật chắc vào trong cái ống quần các bạn ha. Nhưng mà chưa hết, các bạn có thể kéo nó ra rồi làm gì nữa. Nói chung là chất liệu này á, rồi chất liệu rất là đặc biệt luôn á. Tôi vũ cỡ nào vũ nha, vũ từ trên xuống dưới, vũ bạch luôn. Nhưng mà cái cuối cùng á, tôi mệt. Xong rồi, tôi chỉnh lại, tôi làm mọi thứ. Tôi quằn quại với nó. Nè, bắt đầu, xong rồi tôi dập nè. Đó, tôi sẽ dập mạnh vào như thế luôn. Nhưng mà các bạn biết cái gì không? Cái điều đặc biệt á, là nó vẫn giữ được cái form đứng lên nha. Nó không có bị èo uột, nói chung là chất lượng nó rất là tốt. Rồi cái nữa các bạn có thể xếp nó xuống luôn. Các bạn xếp nó thành một cái đôi giày kiểu nó lạ hơn. Bên trong mới nó chính là cái cổ chính thức của nó đó. Các bạn nhìn ha, cái cổ chính thức được nối với cổ giả luôn. Rồi xung quanh thì dãy màu nó cũng là màu latte. Nó có mấy cái ni lông nè, dấu sút mà thêu nè ha. Mấy đôi 7 thường thì không có đâu. Cái này cái thoáng khí của nó nữa nè. Nói chung là đôi 7 này nhìn rất là ok. Cái chum men nó nằm ở trong, nó nằm cái kiểu là giống như là nó ẩn ẩn vậy đó. So sánh cả hai đôi thì các bạn thấy nè, tổng thể là nó như nhau. Các bạn nhìn từ trên xuống dưới là nhìn nè ha, chúng ta sẽ có là cả một cái phần toe box của hai cái là đều giống nhau. Có điều thì nó khác chất liệu ha, một cái là da lộn, một cái là da kiểu nubuck. Còn phần dây thì dây kia là dây dù, còn dây bên đây sẽ là dây tròn mềm, rất là dễ cuột. Nói chung là mọi thứ rất là ok. Form dáng thì rất là to ha. Còn cái điểm nữa là các bạn thấy không, ở đây á, mình sẽ có là mất đi cục e nè, rồi bên này sẽ có ký hiệu Kardashian nè, rồi bên kia thì sẽ là kiểu mặt phẳng trơn luôn. Nói chung là đôi này vậy rất là ok.